Alo 1234. Kính thưa các bạn, đứng trước sự hiện diện của các bạn lúc này, đó là sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo chương 1. Tôi cũng giống như các bạn học trò, chờ đợi sách mà hoài chưa có. Đi ra ngoài tiệm photocopy in tạm để thầy trò chúng ta học, chứ sách thì cũng chưa về tới tay thầy ha. Lên trên mạng thì tải thì nó có cái file, nhưng đều in tạm ra để thầy trò chúng ta học cho nó đỡ nghiện bữa. Nên các bạn học trò thông cảm nha, chúng ta học đỡ nghiện bữa. Rồi, bắt đầu. Như là thầy trò chúng ta đã được học, thì thầy trò chúng ta đã được học tổng cộng là 7 tiết rồi. Thì trong cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo này, cái gì khó đâu. Đầu tiên thầy có lật qua rồi, bài 1 nó dễ lắm. Bài 1 là một bài cực kỳ dễ, nó chỉ mang tính chất là vui thôi, học cho nó vui thôi chứ không có cái gì gọi là khó khăn cả. Bây giờ chúng ta vào chinh chiến bài tập của bài số 2 trở đi. Nhớ nha, chúng ta vào chinh chiến bài tập của bài số 2 trở đi. Rồi, bắt đầu. Dầm đây. Cố lên nha, cố lên nha, cố lên. Lấy một tờ giấy. Bài số 2, trang 19. Chúng ta làm từ câu số 2. Làm từ câu số 2. Đầu tiên, đối với bài tập số 2 này, làm thế nào đây? Họ cho gì? Họ cho sin alpha, họ cho cos alpha, và họ kêu mình tìm sin của trừ 15 pi phần 2 trừ alpha và trừ cos 13 pi cộng alpha. Thì đối với bài toán này có nhiều cách làm, có nhiều cách làm chứ không phải chỉ có một cách. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn học trò một trong những cách làm mà thôi, chứ không phải là đây là cách làm duy nhất các bạn học trò thân mến nhé. Rồi, trước khi làm bài toán này, mời các bạn học trò chúng ta cùng chép công thức. Sin của alpha cộng k2pi sẽ bằng sin alpha. Cos của alpha cộng k2pi sẽ bằng cos alpha. Tan của alpha cộng cho pi sẽ bằng tan alpha. Cotan của alpha cộng cho pi sẽ bằng cotan alpha. Đây là công thức. Được chưa? Đây là công thức. Tiếp tục. Vậy bây giờ đứng trước bài toán này, thầy sẽ chọn cách như sau. Ở đây là trừ 15 pi phần 2, đây là sin. Thầy sẽ biến tấu nó thành có k2 pi để thầy triệt tiêu đi. Ha, thầy sẽ biến tấu nó thành k2 pi để thầy triệt tiêu đi nè. Chúng ta dòm nè, dòm kỹ nè nha. Bài toán họ đang cho sin của trừ 15 pi phần 2, thì thầy ghi như thế này: trừ 16 pi phần 2 cộng cho pi phần 2 trừ cho alpha. Thầy làm từng cái, còn cái này thầy làm sao? Giờ tiếp tục bằng sin của trừ 8 pi cộng pi phần 2 trừ alpha. Trừ 8 pi chính là k2 pi. Trong trường hợp này k đóng vai trò là trừ 4. Trừ 8 pi chính là k2 pi. K trong trường hợp này là trừ 4. Vậy thầy xin phép được ghi dòng nữa. Thầy tưởng tượng như các bạn học trò ngu ngu giống thầy đi ha. Thầy tưởng tượng như các bạn học trò không có thông minh giống thầy. Rồi chúng ta xem nè. Trừ 4 nhân 2 pi, rồi cộng cho pi phần 2 trừ alpha. Nguyên cái cụm này là k2 pi, k2 pi nè, thì nó sẽ bằng sin của pi phần 2 trừ alpha. Mà ở những tiết lai trước thì thầy có chỉ cho các bạn học trò một cái công thức, đó là sin alpha mà muốn đổi thành cos thì lấy pi chia 2 trừ, từ cos mà muốn đổi thành sin thì lấy pi chia 2 trừ. Kiến thức lớp 9 ùa về trong tâm trí tôi, đúng nè, phải kiến thức lớp 9 không? Nó hơi chá một tí, để thầy chỉnh cho nó bớt chá các bạn trò ha. Nó hơi chá một tí, thầy đã thay một tí, thầy chỉnh cái cam cho nó trong trẻo lại. Rồi, được được ha. Rồi, và tương tự tăng alpha thì bằng cô tăng pi chia 2 trừ alpha. Cô tăng alpha thì bằng tăng của pi chia 2 trừ alpha. Đây là công thức lớp 9. Được chưa? Kiến thức này là kiến thức lớp 9. Vậy là dễ dàng, ngay trong này chúng ta sẽ ra được gì? Cos alpha. Một bên, mới là có bên thôi. Ổn không? Khi chúng ta giỏi rồi thì chúng ta được quyền làm nhanh. Còn khi chúng ta mới học giống như thầy thì chúng ta cố gắng chúng ta làm chậm đi. Được ha? Rồi, tiếp theo dàn tiếp. Ở đây là trừ cos 13 pi. Thầy cũng sẽ biến đổi cái này ha, thầy sẽ cũng biến đổi cái này trở thành gì? Trở thành gì các bạn học trò? Thầy sẽ biến đổi cái này trở thành, một là 12 pi cộng thêm pi, hai là thầy sẽ biến đổi thành 14 pi trừ pi. Biến đổi như thế nào cũng được cả. Rồi thầy sẽ biến đổi như thế này. Cos của gì? 12 pi cộng thêm pi cộng alpha. Rồi 12 pi này nè, 12 pi này nè chính là k2 pi. Rồi, thầy ghi cụ thể là K2 pi cho các bạn thấy nè. 6 nhân 2 pi, K2 pi theo nè. Cộng cho pi, cộng cho alpha, trừ cos lần nữa nè. K2 pi nè. Cos của alpha cộng K2 pi thì bằng cos alpha, vậy đây sẽ bằng cos của pi chia 2 pi cộng này. Ở đây là gì? Cos pi cộng. Những bạn nào tham gia vào nhóm trước á, thì các bạn sẽ có một cái công thức liên kết nằm ở đây, cung liên kết mục số 4. Chúng ta chụp lại màn hình trước một cái chúng ta chụp hình một trước một cái. Ở đây thì thiếu chữ K, các bạn bổ sung giúp thầy nha. Hồi nãy thầy ghi dọc cho nó hệ ẩu, thiếu chữ K, các bạn học trò thông cảm nha. Rồi chụp hình cái cung liên kết lại. Rồi, bây giờ chúng ta thấy được gì? Pi cộng alpha. Pi cộng alpha, cos của pi cộng a cộng pi thì bằng trừ cos a, thấy chưa? Trừ cos a. Rồi. Chỗ này sẽ bằng trừ cos alpha, trừ với trừ nó thành cộng. Cos alpha cộng cos alpha. Vậy chính là bằng 2 cos alpha. 2 cos alpha, đề bài hỏi cho cos alpha bằng trừ 5 phần 13. 2 nhân cho trừ 5 phần 13 bằng trừ 10 phần 13. Một câu đầu tiên chúng ta chép vào. Thấy nhức đầu không? Nhức đầu quá trời, nhức đầu luôn, trời đất ơi. Công nhận toán 11 thú vị, kinh khủng thú vị, không biết nó là cái gì cả. Nhưng điều xin thông báo với các bạn học trò, đó là toán 11 đó. Xong chưa? Khi nào xong, chép vô xong hoặc là chụp hình xong, chúng ta báo thầy một cái để thầy biết thì mừng. Thầy khỏi cần đợi chờ cho mình nha. Bài toán này, mục đích của nó là thầy làm cái bài này để cho các bạn biết được sin alpha cộng k2 pi thì bằng sin alpha, cos alpha cộng k2 pi thì bằng cos alpha. Mục đích của nó là chúng ta thuộc được cái này. Ngoài ra chúng ta thuộc được cái cách biến đổi từ sin về cos và từ cos về sin, tăng về cotang và cotang về tăng. Rồi, và chúng ta thuộc luôn. Cố gắng nha, các bạn nhớ nha, các bạn nhớ với thầy, làm riết rồi mới thuộc nha. Chứ không thể nào mà ngồi và cầm cái tờ giấy mà chúng ta học hoài được. Chúng ta phải làm bài tập từ từ chúng ta mới thuộc được. Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo. Câu này. Câu số 3. Những bạn nào đã có dịp học về phương trình đường tròn lượng giác ở cái tiết số mấy cả, nói chung là học ở tiết số 6 hoặc là tiết số 7 của sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, ở hai tiết live vừa rồi ha, ở hai tiết live vừa rồi thì các bạn sẽ làm được bài này. Bao nhiêu bạn nhìn vô bài này và biết làm bình luận? Bao nhiêu bạn nhìn vô bài này biết làm bình luận? Chứng tỏ là chúng ta đã có dịp học ở hai tiết live vừa rồi, học sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Rồi, để làm được bài này thì các bạn cần phải thuộc cái đường tròn này. Cố gắng thuộc cái đường tròn này nha. Đây, thầy làm lại một lần nữa ha. Thầy tưởng tượng như các bạn học trò chưa biết cái gì đi, để thầy giảng cho nó dễ. Chứ nhiều khi thầy tưởng tượng các bạn học trò thông minh rồi thầy giảng nó trớt quớt à. Thầy xem như là chúng ta chưa biết cái gì như các bạn học trò thông minh, để thầy giảng tới đâu cho chúng ta hiểu tới đó ha. Được không? Được không? Thống nhất như vậy ha. Thà chậm mà chắc, còn đỡ hơn làm nhanh mà không được gì. Rồi, cái trục nằm ngang này chúng ta hay đọc nó là trục hoành. Trục đứng này chúng ta gọi nó là trục tung. Trục hoành trong trường hợp này đó là trục cos alpha. Trục này là trục sin. Rồi, đường tròn lượng giác có hai chiều, chiều này ngược chiều kim đồng hồ là chiều dương và cùng chiều kim đồng hồ là chiều âm. Một đường tròn thì tổng số đo là 360 độ, hay còn nói khác là 2pi. Ở đây là 0 lên đây là 90 độ hay còn gọi là pi chia 2. Ở đây là 180 độ hay còn gọi là pi. Ở đây là 270 độ hay còn gọi là 3pi chia 2. Và ở đây là 2pi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm. Đầu tiên, người ta kêu mình tính các giá trị lượng giác của góc alpha, tức là họ kêu làm cái gì? Tức là họ kêu mình có sin rồi, anh hãy tìm cos đi, anh hãy tìm sin, anh hãy tìm tăng đi, anh hãy tìm cotang đi. Được chưa? Có sin rồi, anh tìm cos đi, anh tìm tăng đi, anh tìm cotang đi. Mục đích của nó là như vậy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta vào. Đầu tiên, khi có sin alpha bằng 5/13 và người ta cho cái alpha này đang nằm trong cái cung là pi chia 2 và pi điều kiện. Rồi, bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta làm cái này trước. Vì alpha lớn hơn pi chia 2 và bé hơn pi, nên bây giờ các bạn nhìn lên đường tròn này, nhìn lên đường tròn này chúng ta thấy được cái gì? Pi chia 2 đến pi là cái cung này. Chúng ta chấm đại một điểm ngay vị trí này. Chúng ta chiếu vào trục sin thì chúng ta sẽ ra được là sin dương. Chúng ta chiếu xuống trục cos thì chúng ta phát hiện ra cái góc tọa độ là nằm ngay đây, vậy nằm bên đây là cos âm. Vậy là alpha nằm trong khoảng là pi chia 2 cho đến pi thì nó sẽ xảy ra hai vấn đề, một là sin alpha dương, hai là cos alpha âm. Chính vì sin alpha dương nên bài toán họ mới cho con số dương này. Rồi chỗ đó chúng ta hiểu không? Không hiểu cũng ráng bình luận chữ hiểu, không hiểu thì cũng phải ráng bình luận chữ hiểu cho thầy Trọng thấy thầy Trọng mừng. Rồi, được ha. Vậy là cosin. Thì ban đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái gì trước? Chúng ta sẽ tìm cái gì trước các bạn học trò? Chúng ta cosin, chúng ta được tìm cái gì trước? Đố các bạn học trò. Nhiệm vụ của chúng ta là cần tìm ba anh cos alpha, anh tăng alpha và anh cotang alpha. Cosin chúng ta sẽ tìm được anh nào? Chúng ta sẽ tìm anh cos. Tìm anh cos bằng công thức nào? Công thức này. Chúng ta học được công thức sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Đây là công thức. Và dựa vào công thức này thì chúng ta dễ dàng đã được là cos bình alpha sẽ bằng 1 trừ sin bình alpha. Và 1 trừ sin bình alpha chính là 1 trừ cho 5 phần 13 tất cả bình. Thầy giả bộ thì thầy không bấm máy tính thì cây ra được kết quả không? 5 phần 13 bình là ra được là 25 phần 169. 25 phần 169. Anh 1 này là 169 trừ cho 25 còn lại 144. 144 phần 169. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không các bạn học trò thân mến? Tôi đang nhớ về những kiến thức của chương trình lớp 9 đó. Các bạn nhớ bản của chương thần thánh mà thầy hay dạy cho các bạn học trò khi mà các bạn học lớp 9 không nè. 5 bình bằng 25, căn 25 bằng 5. 13 bình bằng 169, căn 169 bằng 13. Đúng không? Đúng không? Rồi, tiếp tục nữa. Và thầy dễ dàng ra được hai cái cos. Vậy tính ra là đầu óc của thầy vẫn còn minh mẫn các học trò ha. Tôi vẫn còn xài được. Cái này là cái gì các học trò? Căn bậc 2. Căn bậc 2 của 144 phần 169 thì sẽ ra được là 1 là trừ 12 phần 13. 2 là ra được là 12 phần 13. Căn bậc 2 là phải ra được hai giá trị, 1 dương 2 âm. Đúng chứ? 1 dương 2 âm. Ha. Được chưa? Được chưa? 1 dương 2 âm. Và người ta đã cho điều kiện là cos này phải âm, cos này phải âm. Vậy cái này nhận và cái ông vị này loại. Có một bạn nói là thầy nhẩm đúng thì cô cũng đâu có chấm điểm đâu. Vậy là chúng ta học mà vật chất quá. Chúng ta học là phải cho bản thân mình. Đôi khi chúng ta phải thử thách chính bản thân mình là chúng ta làm được cái gì không à, chứ đâu phải cái gì cũng phải bấm máy tính. Rồi, được chưa? Vậy là chúng ta đã được cos alpha bằng nhiêu đây? Vậy bây giờ chúng ta tính tăng alpha bằng cái gì? Các bạn bình luận cho thầy cái nào. Tăng alpha chúng ta tính bằng cái gì? Tăng alpha chúng ta tính dựa vào công thức này. Tăng alpha bằng sin alpha chia cos alpha. Đây là công thức nè. Tăng thì bằng sin chia cos. Sin là bao nhiêu? Sin là 5 phần 13 chia cho cos là nhiêu? Trừ 12 phần 13. Và chiếu chiếu ra được trừ 5 phần 12. Vậy là ai nói thầy giáo không biết vẽ bùa rồi các bạn học trò thân mến nha. Ai nói thầy toán không biết vẽ bùa đâu, tôi chéo chéo là tôi ra được kết quả. Thật sự là tôi chéo chéo khi gì cũng tròn. Chia chuyển thành nhân nghịch đảo nha. Chia chuyển thành nhân nghịch đảo thì ra được vậy là chéo chéo á. Vậy là mai mốt mà chúng ta đi xem bói nha. Chúng ta đi xem bói á, mà mấy ông thầy bùa á, mấy bà cô mà làm phép á, mà sạc như thế này nè, sạc như thế này nè, là người ta đang thực hiện phép tính chia, người ta chuyển thành nhân nghịch đảo á. Nói như vậy cho nó vui ha. Rồi, được chưa? Rồi bây giờ tiếp tục nữa. Cô tăng chúng ta tính bằng công thức nào? Chúng ta đã được tăng rồi các bạn học trò. Chúng ta đã được tăng rồi, bây giờ chúng ta tìm cô tăng bằng công thức nào? Cố lên. Cô tăng có rất nhiều cách tính trong trường hợp này ha. Công thức nào đây các bạn học nào? Một là chúng ta tính cô tăng bằng cos chia sin cũng được, đúng nè, cô tăng bằng cos chia sin cũng được. Đây, cô tăng thì bằng cos chia sin. Ngoài ra nó còn nhiều công thức tính nữa, nhiều lắm, chứ không phải chỉ có một công thức này thôi. Rồi bằng trừ 12 phần 13 chia 5 phần 13. Rồi chúng ta cũng giống như ông thầy bói cái nào chiếu chiếu, rồi ra được trừ 12 phần 5. Vậy là kết thúc vấn đề. Hiểu hay không hiểu, bình luận cho thầy thấy một cái để thầy mừng. Im ru là nó không biết cái gì hết trơn. Hiểu hay không hiểu các bạn học trò? Ok thầy ha, ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn học trò, long trọng cảm ơn các bạn học trò. Giả bộ cho thầy xin một like. Còn chần chờ gì mà không dám like đi em ơi. Rồi tiếp tục. Hầu như tất cả những buổi live stream của thầy dạy học như thế này đều có đăng trên kênh YouTube Tuổi Học Trò cả. Các bạn có thể xem lại trên đó ha. Hiện tại thầy cũng đang live trên đó luôn. Trên kênh YouTube Tuổi Học Trò của thầy hiện tại có tới 84.000 khán giả đang xem. Còn kênh Tớp Tớp của thầy thì đang có 128.000 khán giả đang xem. Kinh khủng thật. Một con số quá lớn các bạn học trò ha. Lần đầu tiên tôi thấy con số lượng người xem kinh khủng như vậy. Rồi, tương tự làm tiếp ha, tương tự làm tiếp. Làm cho các bạn học trò nhớ. Bây giờ tốc độ nhanh lên nha. Hồi nãy giờ là chúng ta đi tốc độ rùa bò rồi. Bây giờ thầy rồi chúng ta đi vô tốc độ bàn thờ nha. Rồi Z cos alpha bằng nè. Ghi là cái đề trước nè. Đề bài hỏi cho là cos alpha bằng 2 phần 5. Và alpha của mình đang lớn hơn 0 và bé hơn 90 độ. Rồi nhìn vô đường tròn lượng giác một lần nữa. Vì alpha lớn hơn 0 mà bé hơn 90 độ. Vậy alpha đang nằm ở vị trí này. Được chưa? Alpha đang nằm vị trí này. Vậy alpha đang nằm nào? 0,90. 0,90 là 0 pi chia 2 đấy. 0,90 là 0 pi chia 2 đó, được chưa? Alpha đang nằm ngay vị trí này. Vị trí này chiếu xuống cos nó cũng dương, mà chiếu vô sin nó cũng dương. Nên cos alpha cũng dương mà sin alpha cũng dương. Thành ra cái bài toán họ mới dám cả gan cho cos dương nè. Họ cho cos âm là cái đề sai liền. Được chưa? Họ mà cho cos âm là cái đề sai rồi. Tiếp theo vô có cos tìm sin. Sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Chúng ta dễ dàng ra được là sin bình alpha bằng 1 trừ cos bình alpha. Bằng 1 trừ 2 phần 5 tất cả bình. 2 phần 5 bình lên ra được là 4 phần 25. 1 mà trừ cho 4 phần 25. Kết quả ra được là 25. 21 phần 25. 21 phần 25. Thầy thử thách thầy là không có bấm máy tính á. Còn các bạn bấm máy tính nha, để thầy có hứng thú các bạn học nào. 21 phần 25. Vậy là thầy dễ dàng thầy ra được hai cái sin. Sin alpha bằng căn 21 phần 25. Và sin alpha bằng trừ căn 21 phần 25. Rồi, tới đây chúng ta thấy đúng không? Do sin alpha đang dương nên ở trên mình nhận, ở dưới mình loại. Được chưa? Ở trên mình nhận, ở dưới mình loại. Rồi tiếp theo chúng ta tiến hành tính tới tăng. Tăng alpha thì bằng sin alpha chia cho cos alpha bằng căn 21 phần 25 chia cho cos alpha là 2 phần 5. Tào lao rồi các bạn học nào. Bị bay lắc rồi, ký vô đầu thầy các bạn học nào. Thầy quên căn ra cái chỗ này, căn 21 phần 5 và trừ căn 21 phần 5, hèn chi. Sorry quý vị bà con cô bác ha, quê là quê, chúng mình quê nhiều. quê chúng mình quê quá đúng không nào? Xin lỗi các bạn học trò nha, tôi quê thiệt các bạn học trò, nên là thầy xin phép được dạy tiếp nha. Rồi tiếp theo 21 phần 25 khai căn ra được cộng trừ căn 21 phần 5 ha. Rồi sin alpha chia cos alpha là bằng 2 phần 5. Rồi nhân kéo ra được nhiều căn 21 phần 2 một cái, hợp lý được chưa? Hợp lý. Tiếp tục nữa, thay vì tính cô tăng theo kiểu hồi nãy ha, thay vì tính cô tăng theo kiểu hồi nãy thì bây giờ chúng ta tính nè, tăng alpha nhân cô tăng alpha bằng 1. Thay vì mình tính là cô tăng theo kiểu kia thì bây giờ mình tính theo kiểu này cho các bạn học trò thuộc thêm công thức ha. Bằng nè 1 chia cho tăng alpha, bằng nè 1 chia cho căn 21 phần 2. Được chưa? Ra được là 2 phần căn 21. Nhiều khi tôi dạy mà tôi thấy tôi cũng xàm thì các bạn học trò thân mến. Ha. Nhiều khi thầy dạy thầy thấy thầy cũng xàm thì chứ, đúng là ông thầy xàm thấy ghê được chứ. Mà các bạn thấy thầy có xàm không? Thiệt, xàm thiệt đúng không các bạn học trò? Rồi, sau một câu nữa quý vị và các bác ơi. Kệ ai nói gì nói, miễn sao học trò của thầy học vui, học có ích và học giỏi là được. Còn ngoài ra những lời mà bình luận của thiên hạ dòm theo các bạn để thầy ha, để cho thầy tự chống chịu một mình các bạn học trò ha. Các bạn hãy bỏ rơi thầy giữa cuộc đời đi, các bạn nhiệm vụ hãy lo học thôi, còn bao nhiêu lời sĩ quả gì đó các bạn để một mình thầy lo hết. Rồi một cái tiếp tục. Được không? Bình luận cái nữa nè. Kênh của thầy tên là Tuổi Học Trò, kênh YouTube của thầy tên Tuổi Học Trò. Ở trên đây các bạn học trò xem cũng đông lắm, cũng không kém gì so với tấp nha. Rồi tiếp theo ha. Rồi tiếp tục nữa nè. Tăng alpha, bài toán họ đang cho tăng alpha các bạn học trò. Tăng alpha nè, tăng alpha bằng căn 3 và người ta đang cho là alpha lớn hơn pi và bé hơn 3pi/2. Rồi một lần nữa nhìn vô đường tròn lượng giác mà thầy đã gửi đến cho các bạn học trò giờ nha. V alpha lớn hơn pi và bé hơn 3pi/2 nên sin và cos dương hay âm? Chúng ta bình luận cái nào? Sin và cos dương hay âm các bạn học trò? Trời đất ơi, nó bình luận đúng hết trơn, nói gì tôi giải thích các học rồi không hết, các bạn cũng phải giả bộ bình luận sai một lần chứ. Nó nằm trong cái cung là pi cho đến này 3pi/2, chiếu vô cos nó cũng âm mà chiếu vô sin cũng âm, nên sin alpha âm và cos alpha cũng âm. Sin âm cos âm thì tăng nó mới dương đúng không nè, cùng dấu chia nhau thì tăng mới dương được. Rồi vậy là bài toán này họ cho đúng rồi, được chưa? Rồi tiếp tục nữa. Vậy bây giờ làm sao tìm được có tăng thì mình tìm được cái gì? Có tăng thì mình tìm được cái gì? Có tăng thì mình tìm nè, đầu tiên mình tìm cô tăng trước đi. Cô tăng alpha bằng 1 chia tăng, công thức mới học cái chát, 1 chia căn 3. Ui nhanh như vậy, hấp dẫn nhé, hấp dẫn. Tiếp theo nữa. Rồi có tăng mình tìm được gì? Mình tìm được 1 phần cos bình, 1 cộng tăng bình alpha bằng 1 chia cos bình alpha. Đây là một công thức nè, chúng ta chép vào công thức này. Công thức này dạy rồi, được chưa? Và nó bằng luôn nè, 1 tăng bình là căn 3 bình là bằng 4. Nghịch đảo lên các bạn học trò, nghịch đảo lên có bình alpha, ở đây nghịch đảo lên thì đây cũng sẽ nghịch đảo lên ra được là 1/4. Và chúng ta sẽ dễ dàng ra được hai cái cos. Cos alpha bằng -1/2 và cos alpha bằng 1/2. Và thầy trò chúng ta đã biết được là cos âm rồi, đúng chưa? Biết được cos âm rồi, nên là ở đây mình nhận và ở đây mình loại. Rồi có cos rồi, thay vì mình tìm sin bằng cái công thức là sin bình cộng cos bình bằng 1 thì mình dựa vào công thức tăng mình tìm sin luôn đi. Tăng alpha nè thì bằng sin alpha nè chia cos alpha nè. Thì từ đây mình dễ dàng được là sin alpha nè sẽ bằng cos alpha nè nhân tăng alpha nè. Cos alpha nè là -1/2 nè nhân tăng alpha là căn 3 nè, kết quả bằng -căn 3/2. Rồi xong một câu nữa. Còn riêng cái câu D nè, câu D này khó quá các bạn học trò. Câu D này thầy không biết làm, thầy nghĩ các bạn học trò biết làm nên là thầy không thèm giải câu này, được không? Câu D này khó quá, nói vui vậy thôi chứ câu D này cách giải nó cũng kết hợp ba cái công thức này rồi, nên là câu D này thầy trò chúng ta quyết định chừa lại cho các bạn học trò tự xử nha, được không? Câu D nè thầy quyết định chừa lại cho các bạn học trò tự xử, và thầy trò chúng ta sẽ qua bài tập khác để tiết kiệm thời gian vàng bạc quý giá của chúng ta trong thời gian có ngày hôm nay, được không? Đồng ý không các bạn học trò? Đồng ý không? Bình luận cho thầy thấy cái thầy mừng chứ nào. Cảm ơn các bạn học trò đã tặng bông tặng hoa cho thầy trên nền tảng TikTok nha. Rồi được, ok. Tiếp theo nữa ha, chúng ta sẽ làm bài 5, chúng ta sẽ làm bài 6. Thầy chỉ làm những bài toán quan trọng thôi nha, còn những bài toán nào nó mang tính chất là giải trí thì các bạn đi vô trường lớp các bạn sẽ làm được à, được không? Chứ không phải là bài nào thầy cũng làm nha, bài nào quan trọng thì thầy mới làm thôi. Bài nào mà có thường xuyên là các bạn học trò làm sai nhất, các bạn thường xuyên mà các bạn nó cho kiểm tra thi cử nhất thì thầy mới làm bài đó. Còn cái bài nào mà nó không quan trọng lắm thì thầy sẽ không có hướng dẫn. Rồi chúng ta vô bài 5. Bài 5 là người ta kêu mình chứng minh chứng minh các đẳng thức lượng giác sau. Vậy là ở đây họ kêu mình chứng minh với trái bằng với phải, ở đây họ cũng kêu chứng minh với trái bằng với phải. Vậy thầy sẽ chọn cách thầy chứng minh với trái bằng với phải nè. Với trái nè bằng nè sin bình nè, sin mũ 4 alpha nè trừ cos mũ 4 alpha nè. Rồi các bạn suy nghĩ coi câu này làm sao. Những bạn nào đang ở trên nhóm 1 và nhóm 2, chúng ta đang xem livestream của thầy, chúng ta chụp lại màn hình, chúng ta đăng lên nhóm giúp thầy xem một cái coi. Thế coi là bao nhiêu bạn trên nhóm học trong buổi livestream tối ngày hôm nay. Thầy nhắc lại lần nữa nha, các bạn nào đang trên nhóm 1 và nhóm 2 của chương trình toán 11 bên thầy, chúng ta chụp lại màn hình giúp thầy một cái, sau đó chúng ta đăng lên nhóm nha. Chúng ta chụp hết các bạn học trò nhé, bạn nào cũng chụp nha. Thế cái thầy đoán thế cái là số lượng khán giả xem livestream tối ngày hôm nay bao nhiêu bạn học, bao nhiêu bạn không để thầy biết. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục. Rồi đợi một chút, thầy thấy các bạn đang gửi ảnh rất là nhiều. Rồi, cái này chúng ta làm sao? Cái này rất là dễ các bạn, rất chi là dễ. Để làm được bài toán này á, thì các bạn chỉ cần thuộc công thức. Chúng ta cố gắng thuộc công thức. Đây nè, đầu tiên cái này là chúng ta đưa về hàng đẳng thức ha. Chúng ta đưa về hàng đẳng thức nè, sin bình alpha tất cả bình nè, trừ nè cos bình alpha tất cả bình nè. Bình và bình lên mới ra được mũ 4 nè, bình và bình lên mới ra được mũ 4 nè. Vậy cái này là hàng đẳng thức số 3 nè, đúng chưa? Đây là hàng đẳng thức số 3 nè. Chúng ta khai triển thành vậy nè, sin bình alpha cộng cos bình alpha. Đây là a cộng b á, nhân nè sin bình alpha nè trừ cos bình alpha nè. Được chưa? Được. Và cái chỗ này hồi nãy giờ chúng ta học rồi. Cái chỗ này thì bằng 1. Đúng nè, cái chỗ này bằng 1. Còn cái chỗ này nè, chỗ này thì thầy có dạy rồi, nhưng mà thầy ghi công thức lại lần nữa cho chúng ta hình dung nha. Cố lên nha, cố lên, thầy ghi công thức để cho các bạn học trò nhớ thôi. Chúng ta có nè, cos 2 alpha, công thức cos đôi á, bằng nè cos bình alpha trừ sin bình alpha, bằng nè 1 trừ 2 sin bình alpha, bằng nè 2 cos bình alpha trừ 1 nè. Được chưa? Được không? Rồi, vậy là ở đây cái chỗ này thì bằng 1. Còn cái chỗ này là sin bình trừ cos bình. 1 là chúng ta có thể áp dụng công thức này cũng được ha. 1 là chúng ta có thể áp dụng công thức này, chúng ta đưa về đây là trừ cos hay cũng được. Hoặc là các bạn không thích như vậy, các bạn cũng có thể áp dụng theo cách này. Đó là bài toán họ đang hỏi cos bình đúng không nè, thì chúng ta đưa sin bình về cos bình nè. Sin bình nè alpha nè thì bằng 1 trừ cos bình alpha nè, cũng được luôn. Và theo thầy trong trường hợp này, chúng ta áp dụng cái công thức này nó sẽ nhanh hơn là áp dụng cái cách ở trên. Nhớ nha, chúng ta áp dụng công thức dưới này nó sẽ nhanh hơn áp dụng công thức ở trên. Rồi, 1 trừ cos bình alpha, còn trừ cos bình alpha phía sau ghi lại nè. Rồi, 1 nhân cho cái gì cũng bằng chính nó, gom lại phía sau 2 trừ 1 trừ 2 cos bình alpha. Và cái ông ị này nè, nó chính là vế phải nè, đúng không nè, y rang giống như hai anh em sinh đôi. Trời cờ nhìn giống thấy ghê được chứ ha, nhìn giống thấy ớn luôn các bạn học trò ha. Vậy nó đó bằng vế phải. Điều phải chứng minh. Rồi, chúng ta chép vô. Công thức thì nhiều lắm. Quan trọng là cái gì các bạn học trò? Quan trọng là chúng ta làm tới đâu, chúng ta biết xử lý tới đó. Chứ kêu chúng ta ngồi học thuộc thật sự là khó khăn các bạn học trò. Bắt chúng ta ngồi học thuộc thật sự nó rất là khó khăn các bạn học trò thân mến nha. Rồi, tiếp tục nha, tiếp tục nha, tiếp tục. Câu tiếp theo bên này. Ở đây, ngay chỗ này cũng tương tự như vậy. Thì thầy cũng đi chứng minh vế trái bằng vế phải. Vế trái nè, bằng nè tan alpha nè, cộng cô tan alpha nè. Nghe thiên hạ đòn tăng thì bằng sin chi cos. Mà người ta cũng đòn cái thằng cô tăng này sẽ bằng cos chi sin. Thiệt chứ người ta đòn kỳ cục các bạn học trò ha. Rồi mấy bà kia nhiều chuyện á các bạn học trò, mấy người mà họ nhiều chuyện họ nói là gặp trường hợp này nè, chỉ cần quy đồng là xong. Không biết họ nhiều chuyện đúng không? Để thầy kiểm tra thử coi. Ở đây là nhân thêm cả tử mẫu cho sin, vậy đây được là sin bình. Ở đây thì nhân thêm cả tử mẫu cho cos, vậy đây được là cos bình. Và cái này là nghe thầy trọng đồn á, là sin bình cộng cos bình thì bằng 1. Và bắt đầu tới đây thì nhìn lại cái đề, trời đất ơi, giống dữ vậy bay ha, y rang các học trò thân mến á. Vậy bằng luôn với phải, điều phải chứng minh. Quá ngon lành các bạn học trò ha. Trời đất ơi, cái bài toán gì đâu mà nó dễ kinh khủng dễ. Được không các bạn học trò? Được không nè? Bình luận cho thầy Trọng thấy cái nè. Chương trình toán chính được thầy live vào tối thứ ba và tối chủ nhật lúc thứ ba lúc 21 giờ và chủ nhật thì lúc 11 giờ trưa. Ha, thứ ba lúc 21 giờ và chủ nhật lúc 11 giờ trưa chương trình toán chính. Rồi. Thế đây nè, chúng ta thấy dễ đúng không nè? Trời đất ơi, tinh thần chúng ta đang lên mà các bạn học trò thân mến. Thì cái bài 6 cũng đâu có nghĩa địa gì, đúng không nè? Tinh thần thầy rồi chúng ta đang lên. Ha. Thì bài 6 có nghĩa địa gì? Có bạn Đức Nguyễn hỏi thầy là có dạy sách cánh diều không cả? Các bạn nào rảnh rảnh bình luận trả lời bạn Đức Nguyễn giùm thầy coi. Tiến, Khang, trả lời bạn giúp thầy cái nào. Rút gọn các bạn học trò. Rút gọn. Rút gọn có nghĩa là gì? Rút gọn có nghĩa là tính gọn, thu gọn, làm sao cho nó gọn lại là được. Giống như là nhà cửa của mình bề bộn quá, cha mẹ mình kêu quét dọn cho gọn lại cái, hoặc là cái bàn học của mình để tùm lum tà la hết trơn. Thầy lấy rồi thầy quýnh cái kịch, thầy nói là dẹp cho nó gọn lại, đúng chưa? Rồi, vậy ở đây rút gọn cũng có nghĩa là vậy đó. Đầu tiên câu A nè, câu A. 1 Tăng Bình cộng 1 cộng 1. Cô Tăng Bình cộng 1. Rồi chúng ta suy nghĩ bài toán này làm sao ta? Chà, bài toán này làm sao ta? Chà, bài toán này làm sao ta? Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn từ trái qua phải và nhìn từ phải qua trái, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên. Thì thầy chỉ biết con cách là chắc phải quy đồng quá. Các bạn học trò thân mến, chắc chỉ có một cái quy đồng quá. Vậy là chúng ta sẽ làm cách nào? Chỉ quy đồng thôi. Bây giờ mình biết có một cách thì mình làm một cách, chứ bắt mới gì mình phải tìm cách thứ hai. Rồi quy đồng thử coi nó ra cái gì. Quy đồng lên. Mẫu chung là tăng alpha cộng 1, cô tăng alpha cộng 1. Đây là mẫu chung. Thì ở đây sẽ nhân thêm cho cô tăng alpha cộng 1. Còn ở đây sẽ nhân thêm cho tăng alpha cộng 1. Rồi, tiếp tục nữa. Cô tăng nhân tăng không có ra cái gì hết trơn nha. Cô tăng alpha cộng tăng alpha thì không ra cái gì hết. Cộng 1, nghe thầy Trọng đồn rằng cộng 1 là bằng cộng 2. Rồi, tiếp theo nữa. Ở dưới mẫu làm gì cả? Nhân phân phối vào thứ cây nó ra cái gì? Nhân phân phối vào thì cây nó ra bằng cái gì? Rồi, chúng ta dòm nè. Tăng nhân cô tăng là chúng ta sẽ ra được là tăng alpha nhân cô tăng alpha. Tăng nhân 1 bằng tăng. 1 nhân cô tăng bằng cô tăng. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. Rồi tiếp tục nữa. Cái vị trí này thì ra được là 1. Vậy mẫu của chúng ta sẽ ra được là tăng alpha cộng cô tăng alpha, và 1 cộng 1 này sẽ bằng 2. Vậy tên tử nó cũng giống vậy luôn cả. Vậy là chúng ta cảm thấy là chúng ta làm đúng rồi đó. Bằng mấy cái bào tròn? Bằng 1. Một câu. Vậy nhìn có vẻ khó, nhưng thật sự không khó. Được không? Được không? Ổn ha, ổn ha. Rồi, giải xong mới thấy dễ hả? Còn không giải không biết cái gì hết trơn. Đúng rồi, đúng rồi, nhìn vậy thôi chứ dễ lắm. Rồi, một câu nữa ha. Câu tiếp theo, câu này. Tiếp tục. Cái tờ giấy này bữa đó thầy dạy ở ngoài cái bảng 12 giờ trưa ngày hôm qua nè, nó bị mắc mưa nè. Cái đề còn chép dang dở chưa giải xong nè. Bữa đó hình như thầy nhớ thầy mới giải đâu tới cái khúc này. Còn khúc này chưa giải. Khúc này là cái khúc bài 4 nè. Cái bài 4 là cái bài này hồi nãy thầy trò mình đang làm nè. Nó nằm ở trên bảng của buổi live trưa ngày hôm qua các bọc rồi. Thì tận dụng lại cái tờ giấy A4 này coi. Rồi, câu B nè. Cố lên nha, câu B. Đây. Bài toán họ đang cho là cos của pi chia 2 trừ alpha. Trời, công thức này mắc cười nha. Công thức này mới chép tắt thì. Các bạn học trò, công thức này thầy trò chúng ta mới chép tắt thì. trừ sin pi cộng alpha. Rồi chúng ta vào đây. Cos của pi chia 2 trừ alpha thì bằng sin alpha. Công thức mới chế tắc thì nên giờ không có giảng lại. Cái này bằng gì? Cái này bằng sin alpha. Cái này sin của pi cộng alpha. Ngay chỗ cái tờ giấy hồi nãy thầy đưa chúng ta chụp chưa? Chưa chụp thì chụp lại lần nữa nè. Đây. Khúc này nha, khúc này nè. Nè 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 nè, nó nè, chụp lại. Nguyên cái phần của nó là được chứ? Sin của pi cộng a thì bằng trừ sin a, sin của pi cộng a thì bằng trừ sin a. Rồi. Ở đây ra được là trừ sin a, vậy trừ với trừ thành cộng sin a. Và kết quả ngay chỗ này sẽ ra được là 2 sin alpha. Được chưa? Ngay chỗ này ra được là trừ sin alpha, trừ với trừ thành cộng ra được là 2 sin alpha. Một câu nữa đã được tính xong. Đúng là phụ chéo chính xác rồi đó. Cái này là phụ chéo nè. Được chưa? Rồi, một cái câu C. Câu C thấy dài dòng vậy chứ nó không có khó các bạn học rồi. Câu C nó thấy nó dài dòng qua lấy hẹn vậy chứ nó dễ ẹt à. Không có khó chút nào luôn á. Bây giờ bao nhiêu bạn nhìn câu C thấy dễ chúng ta bình luận coi. Còn bao nhiêu bạn nhìn câu C thấy khó chúng ta bình luận coi. Thầy đang live trực tiếp trên 2 nền tảng mà chúng ta có thể lên trên YouTube để xem lại để chụp á. Rồi, tiếp tục nha. Cái này nè các bạn học trò. Cái này nè. Thì đầu tiên cái sin này nè ha, chúng ta sẽ đặt dấu trừ làm nhân tử chung. Để cho nó quay ngược lại thành pi chia 2 trừ alpha. Được chưa? Rồi. Còn cái cos này là các bạn học rồi, cái cung này là K2pi nè. Nè, hồi nãy thầy có viết công thức nè, cos của alpha cộng K2pi sẽ bằng cos alpha. Vậy cái chỗ này nè, nó chỉ còn lại là cos của trừ alpha thôi. Còn cái 6pi này đóng vai trò là K2pi á. Rồi. Trừ nè. Cái tăng này nè, tăng của alpha cộng pi này nè là ngay cái công thức hồi nãy thầy có chép là bằng tăng của alpha cộng K pi. Thì bằng tăng alpha. Rồi ghi lại là tăng alpha nè. Rồi tiếp tục nữa nha. 3pi trừ a. Cái bài này có công thức hồi nãy thầy chép. Đó là cotang của alpha cộng K pi. Cotang của alpha cộng K pi thì bằng cotang alpha. Vậy ngay chỗ này sẽ ra được là cotang của trừ alpha nè. Cái anh này nè đóng vai trò là K pi nè. Anh này nè đóng vai trò là K pi nè. Anh này đóng vai trò là K2pi nè. Rồi. Toàn là công thức không à? Được không? Rồi tiếp tục nữa. Sin của trừ a. Ai có học cái bài toán xét tính chẵn lẻ của cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo thì sẽ nhớ được sin của trừ a nè, sin của trừ a nè thì bằng trừ sin. Xét tính chẵn lẻ của cái tiết live thứ 7 vừa rồi mới live cái chat. Rồi cos của trừ alpha thì bằng cos alpha, nhớ không? Chỉ có duy nhất anh cos là mất dấu trừ thôi, còn những cái còn lại dấu trừ phải đem ra phía ngoài. Trừ tăng alpha ghi lại nè. Còn ở đây dấu trừ đem ra ngoài nè. Đây, dấu trừ đem ra ngoài, đem ra tới tận bên đây luôn. Được chưa? Rồi tiếp tục nữa nè. Trừ nè. Sin pi chia 2 trừ alpha thì bằng cos alpha nè. Cos alpha cộng cos alpha. Nguyên cái mớ vòng vòng này thì bằng 1 nè. Rồi vậy ra được kết quả bằng 1 rồi các bạn học rồi. 2 này bằng 0 rồi. Rồi, xong một bài. Đã thì chứ các bạn học rồi. Ha, hấp dẫn nha. Cái bài toán gì đâu mà làm nó hấp dẫn kiểu này, chắc năm nay chắc học hạng nhất quá. Được không các bạn học trò thân mến? Được không? Được ha. không được cũng phải cắn răng nói được ha, thật cảm giác hả? Rồi, nghe đồn rằng cái bậc lớp 11 toán lớp 11 với ông Lý lớp 11 nó có bà con dây mơ rỉ má là sao á, mà bây giờ môn Lý nó đưa vô môn toán hết trơn các bạn. Hổng này thầy cũng đau đầu với mấy bài toán thực tế này dữ lắm. Các bạn học trò không biết đâu, tôi cũng giống như các bạn học trò vậy đó. Hổng này thầy cũng nhức đầu nhức óc với mấy cái bài toán thực tế của chương trình toán 11 nè. Nè các bạn học trò nhìn nè, bài 7 bài 8 đau lòng thật sự chứ. Được chưa, được chưa? Rồi, làm hen, làm hen. Giờ đây, câu 17, câu số 7. Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ. Quay ngược chiều kim đồng hồ. Quanh trục O này của nó trên một mặt phẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như hình 12, hình 12. Vị trí ban đầu của thanh OA, vị trí ban đầu là thanh OA, đây là vị trí ban đầu của nó này, là OA này. Vị trí ban đầu. Hỏi độ dài của bóng O phẩy M phẩy của OM khi quay được 3/1/10 vòng, 3/1/10 vòng là bao nhiêu? Biết độ dài thanh OM bằng 15 cm. Cái này bằng 15 nè, cái này cũng bằng 15 nè. Rồi, kết quả làm tròn đến hàng phần 10, có nghĩa là làm tròn một chỉ số thập phân. Được chưa? Được. Rồi, bây giờ chúng ta đi xử lý bài toán này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tính cái góc alpha khi nó quay được 3/1/10 vòng trước cái đã. Được không nè? Có nghĩa là nó quay được 3 vòng ha, 3 vòng và 1/10. Đúng nè, 3 vòng và 1/10. Bây giờ mình sẽ tính góc alpha này. Dòm này nha, dòm này nha. Theo đề bài thì cái góc alpha này sẽ bằng 3 nhân 3/1/10. Cái này là hỗn số các bạn rồi nhé, hỗn số nhân cho 360. Cái này là hỗn số nha, nhắc lại lần nữa, đây là hỗn số nha. Cái hỗn số này thì nó tương tự giống như thế này nè, nó tương tự giống như thế này là 3 cộng 1/10. 3 cộng 1/10 chính là 3/1/10. Cái này là hỗn số nè, hai cái này là tương đương nhau nè, nhân nè 360 nè, và kết quả nè sẽ bằng nè 3 nè nhân 360 nè cộng nè 36 nè. Thầy cố tình thì ghi vậy để hồi thầy có cái lý do, còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn cứ nhân cái cộng vào. Một hồi thầy có lý do của thầy, các bạn học trò thắc mắc. Rồi, 3 nhân 360 cộng 36, kết quả nè 1116 độ. Rồi, bây giờ người ta kêu gì? Người ta kêu mình tính độ dài của cái bóng, độ dài của bóng O phẩy M phẩy. Bây giờ thầy chiếu cái bóng lên nè, thì thầy lấy cái thước. Đây, đây, đây. Thầy kéo qua đây. Rồi, M phẩy M thầy kéo vuông góc lên. Góc này vuông. Thầy ký hiệu đây là H. Rồi thầy có nè, O phẩy M phẩy, đây nè, O phẩy M phẩy nè, nó sẽ bằng OH OH, đúng chưa? Bằng OH, hợp lý không? OH. Rồi tiếp tục nữa nha, tiếp tục nữa. Xét tam giác OHM, OHM vuông tại H. Thầy có sin của góc alpha, sin góc alpha nè, là bằng sin thì bằng cái gì các bạn học trò? Sin thì bằng đối chia huyền, không đúng, vậy thầy dùng cos. Cos alpha thì bằng, cos thì bằng kề là OH chia cho huyền là OM, được chưa? OH chia cho OM, OH là cái cạnh mình đang cần tìm, bởi vì nó độ dài nó bằng bóng của cái cây OM, được chưa? Ở đây tiếp tục OM đề bài cho bằng 15. Rồi bây giờ các bạn vào này ha, cos alpha, alpha nè, tại sao thầy nói alpha là nhiêu đây nè, các bạn dòm kỹ nha, ở đây là tới 1000 mấy, là các bạn dòm nè, cos của 1000 nè, 1116 độ chính là cái cụm này, chính là 36 độ cộng 3 nhân 360 bằng OH chia cho 15. Cái này đóng vai trò là gì các bạn học trò? Là K2pi, là K360, cos alpha cộng K2pi hay gọi là cos alpha cộng K360 là bằng cos alpha, chính là bằng cos 36 độ, và bằng OH chia cho 15. Các bạn có thể bấm cos 36 độ cũng được, hoặc các bạn giữ nguyên bấm cos của 1000, hoặc là các bạn ghi như thế này luôn cũng được, khỏi cần phân tích giống như thầy cũng được nha. Cos của 1116 độ bằng OH chia cho 15, thì các bạn suy ra được OH bằng 15 nhân cho cos của 1116 độ thì cũng giống vậy, ở đây cũng vậy nè, OH nhân bằng 15 nhân cho cos của 36 độ. Hai kết quả này nó hoàn toàn giống nhau, được chưa? Các bạn đổi lại cũng được, hoặc các bạn giữ nguyên cái này thì người ta vẫn chấm mình đúng bình thường. Nhớ nha, nhớ nha, đổi cũng được hoặc không đổi cũng được. Rồi 15 nhân cos 36 độ, máy tính của thầy đang hiện chế độ radian nè, đang hiện chữ R chế độ radian, chuyển về đơn vị độ lại, shift menu 21, máy tính hiện lên chữ D, chúng ta mới bấm độ được nha. 15 nhân cos 36 bằng 12,1, đúng không nè? 12,1. Do bài toán họ đang kêu làm tròn đến 1 chỉ số thập phân, có nghĩa là làm tròn đến hàng phần 10, thì chúng ta ra được là 12,1. Đơn vị bài toán này đang là cho cm. Rồi xong một bài. Được chưa? Được chưa? Nhìn kỹ lại, có chỗ nào không hiểu không? Chúng ta cứ hỏi lại. Dễ không các bạn học trò? Trời đất ơi, dễ quá trời dễ. Dễ kinh khủng, đúng không nè? Tạm được ha, tạm ổn ha. Rồi cố lên nha, cố lên nha. Rồi tiếp tục nha, chụp lại màn hình cái đi để chúng ta qua câu khác. Rồi tiếp tục. Câu số 8 nè. Ngày hôm nay chúng ta chỉ làm tới câu số 8 này, chúng ta sẽ tạm nghỉ. Vậy là học được rồi. Giờ tiếp tục nha. Rồi chiếc xe đạp đẹp quá. Ghi vô. Đẹp quá. Hi hi. Học trò từng hay ghi giống này. Tôi ghi giống học trò không có học trò cũng từng hay ghi vậy đó ha, hay ghi sàm xí đú vậy đó. Tôi cũng mà giả bộ tôi cũng ghi cho có xì tai giống như các bạn học trò nghe. Rồi tiếp theo, cố lên nha, cố lên, tiếp tục. Khi xe đạp di chuyển van vê nè, ở đây là van vê nè, thầy vẽ cái vòng tròn. Đây là X nè, đây là Y nè. Đây là van V nè. Đây là A nè. Rồi. Khi xe đạp di chuyển, van V của bánh xe quay quanh trục O theo chiều kim đồng hồ. Quay theo chiều này. Đồng hồ với tốc độ góc không đổi là 11 radian trên giây như hình 13. Ban đầu van nằm ở vị trí A. Hỏi sau 1 phút di chuyển. Khoảng cách từ van đến mặt đất bao nhiêu? Biết bán kính OA bằng 58. Đây là 58. Đây cũng là 58. Giả sử độ dày của lớp xe không đáng kể, có nghĩa là cái bánh xe rất là mỏng, nên là khoảng cách từ van cho đến cái đất thì không tính. Mình không có tính luôn cái vành, mà con không tính luôn cái vỏ, mà con không tính luôn cái ruột. Người ta nói là không đáng kể các bạn. Rồi. Kết quả được làm tròn đến hàng phần 10. Đầu tiên, đây là góc alpha. Người ta cho cái này và người ta hỏi cái này. Đây là mặt đất nè. Mặt đất. Người ta hỏi khoảng cách từ van, là họ hỏi từ đây đến đây nè, là bằng bao nhiêu. Được chưa? Họ hỏi từ đây đến đây bằng bao nhiêu. Rồi. Cái ông ị này cũng là bán kính luôn, cũng là 58 luôn. Bây giờ chúng ta làm ha, là bước 1. Chúng ta sẽ tính góc. Đầu tiên 1 phút nè. Đổi đơn vị qua. 1 phút thì bằng 60 giây. Và người đây ở người ta cho là tốc độ góc không đổi là 11 radian trên giây. Vậy ở đây chúng ta sẽ ra được cái góc là bằng 11 nhân cho 60 thì bằng 60 đơn vị là radian. Rồi, cái góc của chúng ta ra được là 660 radian. Được chưa? Tiếp theo, mình ra được cái góc rồi. Cũng giống như hồi nãy, cái bài hồi nãy. Một là chúng ta có thể đổi lại. Hai là chúng ta giữ nguyên, và trong trường hợp này chúng ta sẽ giữ nguyên bởi vì nó cũng sẽ không thay đổi kết quả. Các bạn học trò ha, nó không làm ảnh hưởng đến kết quả của bài toán, lưu ý nha. Chúng ta sẽ giữ nguyên cái góc này luôn, không có đổi nữa cho nó mất công. Rồi tiếp theo, ở đây chúng ta ra được alpha này là bằng 660 radian. Mình có cái này, thầy bôi cái 58 đi cho chúng ta đỡ rối. 58 này là từ vị trí O cho đến A, thì gọi đây là H nè. Đây là vuông nè. Nhiệm vụ của thầy trong trường hợp này, thầy cần làm gì? Thầy cần tính VH bằng bao nhiêu? Thầy tính VH bằng bao nhiêu? Sau đó thầy sẽ lấy 58, thầy trừ cho VH. Thầy lấy 58 nè. 58 nè. Thầy trừ cho VH nè. Thì thầy sẽ ra được khoảng cách từ van cho đến mặt đất. Được chưa? Nhớ nha. Ở đây nè, là van nè. Thầy sẽ tính độ dài VH. Sau khi tính được độ dài VH xong, thầy sẽ lấy 58, thầy trừ cho độ dài VH, thì sẽ ra được khoảng cách từ van cho đến mặt đất. Rồi, bắt đầu xét tam giác OHV vuông tại H. Thầy có góc alpha, thầy cần tính cạnh đối, thầy có cạnh quyền, thầy sử dụng công thức sin. Sin alpha bằng HV chia cho OV. Từ đây thầy dễ dàng đã được HV bằng OV nhân sin alpha là bằng 58 nhân cho sin của 660. Nhưng các bạn lưu ý, cái này là radian, thì máy tính của mình phải chuyển về chế độ radian mình mới bấm được cái sin này. Bởi vì đây là đơn vị là radian, các bạn học trò thân mến nhé, radian nha. Rồi, đưa máy tính về radian, shift menu 2 2. Máy tính hiện lên chữ R, chúng ta bấm 58 nhân sin 660 bằng 15,2, do người ta kêu mình làm tròn đến hàng phần 10, gần bằng 15,2. Vậy là từ đây mình suy ra được khoảng cách từ van V đến mặt đất. Chúng ta lấy độ dài là 58 nè, nguyên cái cạnh này là 58 nè, chúng ta đi trừ cho VH nè là bằng 58 nè, trừ cho 15,2 nè, bằng nè 58 trừ 15,2 bằng 42,8. 42,8 đơn vị là cm nè. Rồi, xong kết thúc một quá trình. Báo cáo các bạn học trò khó chứ không phải dễ. Đúng không nè? Phải nói là khó thật. Có nghĩa là khó cho các bạn trong quá trình các bạn hình dung, chứ không phải là bài toán khó, mà nó khó trong quá trình mà chúng ta hình dung các bạn học trò. Ha, khó hơn trong quá trình chúng ta hình dung. Rồi, kính thưa các bạn học trò thân mến, nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt, buổi học đến đây là hết rồi.